Con tên là Lê Đức Linh. Hôm nay con xin cắt vai cò. Con tới đây để cắt vai bé Sinh. Dạ, con đến đây con cắt Tin. Vai An. Con đến đây để vai bé Sinh. Các bạn thấy thì cũng có rất là nhiều phụ huynh đã khuyến khích con mình đi casting. Đến casting nhiều hơn thì cái xác suất chúng ta tìm ra được những em tốt nó cũng nhiều hơn. Cho nên là đối với con thì đó là một ưu điểm. Con chị chạy từ Bình Dương ra. Đúng rồi, năm sáng là đi, thầy cho con đâu biết đường đi đâu. Tự làm, tự gáy luôn, thì bữa trên đây điện thoại xuống máy đây cũng hết hồn, đâu biết đâu vụ gì đâu. Mẹ cũng muốn là cho bé thỏa sức 50 này thì mẹ cũng phải muốn cho bé thực hiện cái ước mơ của mình. Con xem video trên TikTok, từ từ rồi con qua Facebook và con tìm hiểu thêm về chương trình. Thì đa phần các em đều rất là dạn dĩ, có vẻ thích những cái vai diễn của mình và hầu như đều diễn và đều thuộc được kịch bản một cách rất là nhanh và rất là dễ thương. Con nghĩ bạn cò là một người rất là tinh nghịch, trong trắng, hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ. Dạ, con nghĩ bạn Sư là một cô bé khá là năng động và dễ thương. Thứ nhất là về mặt diễn xuất, sự tự nhiên và cái sự mộc mạc tương đối giống những cái gì mà tôi khi đọc kịch bản tưởng tượng ra. Và dĩ nhiên là cái với cái lứa tuổi là khi mà chúng tôi mời vào vòng 2 để các em có thể đứng chung với nhau để xem khi cả ba em đứng với nhau thì nó như thế nào. Ủa, tối qua thi chuẩn bị đi thi có hồi hộp chưa? Dạ, hồi hộp. Không, mình ngủ được không? Dạ, ngủ được. Chị lo hơn con thì thật sự mấy nay là bé của chị nó thi học kỳ đó. Mấy cái phim đó là có diễn viên đóng luôn hay là nó chỉ là phim ngoại? Trời ơi, cái này là làm lại phim nó Phương Nam đó. À, mình làm lại để mình làm lại thôi. Con sắp được gặp bác Dũng thì con tưởng tượng bác Dũng sẽ là người như thế nào? Dạ, con nghĩ bác Dũng sẽ rất là đẹp trai. Con đâu có biết, con lên trên gặp mà. Còn đâu? Coi phim Đất Phương Nam. Con coi tới tập 5. Dạ, con coi mới có tập 3. Thấy chú đạo diễn ông, ai lộn ông đạo diễn khen nhưng mà có điểm hơi chê là bởi vì con thân mạnh quá. Ăn cơm với hành mỡ một cái rồi là coi như nó lên 39kg luôn á. Bây giờ con đang nhiêu ký? Dạ, 38. Con sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để được trong vai bé Sinh thật là cá tính và giống bạn Sinh. Con sẽ chơi kế cùng.